Xin chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24h HD Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất Những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24h HD Đến với bản tin ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây Nóng Bắt giam khẩn cấp giám đốc bệnh viện quân y 110 Diêm Đăng Thành Nhân bản đề tài luận án tiến sĩ Hàng chục đề tài gần giống nhau, sai thể loại nghịch cảnh, đổi đất vàng cho xã rồi bị lật keo uất ức suốt 17 năm. Bình ổn giá sách giáo khoa Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Nóng, bắt giam khẩn cấp Giám đốc Bệnh viện Quân Y 110 Diệp Đăng Thành Kính thưa quý vị, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại tá Diêm Đăng Thành, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 110, Cục Hậu Cần, Quân khu 1, Ngày 7 tháng 5, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can gồm Đại tá Diêm Đăng Thành, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 110 và ông Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự quyết định được ban hành sau chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN, Trường Tư Thục cho cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Đây là vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Hiện tại, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y, Đại tá Diêm Đăng Thanh, 54 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, từ khi ra trường đã gắn bó với Bệnh viện 110 đến khi trở thành giám đốc bệnh viện. Tháng 2 năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu Thầy Thuốc Ưu Tú. Nhân bản đề tài luận án tiến sĩ, hàng chục đề tài gần giống nhau, sai thể loại. Kính thưa quý vị, không chỉ những đề tài luận án tiến sĩ lạ lùng như vụ tiến sĩ Cầu Lông vừa qua, còn có nhiều luận án tiến sĩ đề tài nan ná nhau được các hội đồng thông qua và các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công. Ở lĩnh vực khoa học giáo dục có khá nhiều luận án tiến sĩ có đề tài khá giống nhau, chỉ khác địa điểm và thời gian thực hiện, tên gọi có thay đổi nhưng chỉ một vài từ. Hàng chục đề tài na ná nhau. Năm 2016, Viện Khoa học Thể dục Thể thao có đề tài nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2017, viện này tiếp tục cho học viên bảo vệ đề tài Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Cũng trong năm 2016, trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho bảo vệ đề tài ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Tư thục Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, trường này tiếp tục có đề tài tương tự nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của trường Đại học Phú Yên cùng đề tài chỉ khác địa điểm, năm 2020, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh có nghiên cứu sinh bảo vệ đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học tại thành phố Vinh. Ở ngành lịch sử Việt Nam có hơn chục đề tài về chuyển biến kinh tế xã hội, tỉnh nào cũng chuyển biến kinh tế xã hội, quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010, bảo vệ năm 2013. Quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2012, bảo vệ năm 2017. Quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2012, bảo vệ năm 2017. Chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2015. Chuyển biến kinh tế xã hội huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 1986 đến năm 2010. Phần lớn những đề tài này được bảo vệ tại Học viện Khoa học Xã hội, nhiều đề tài có thời gian thực hiện khác nhau nhưng ý tưởng đề tài gần giống nhau, cùng người hướng dẫn. Sai thể loại. Tiến sĩ Lê Đông Phương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng sự nhân bản này phản ánh một trào lưu đáng sợ trong hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh hiện nay là làm cho xong, các cơ sở đào tạo cũng khá dễ dãi thông qua. Tương tự, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái, nguyên giảng viên Đại học Huế, phân tích luận án tiến sĩ là một đề tài khoa học, không phải là một báo cáo về hiện tượng hay diễn tiến hiện tượng tự nhiên, xã hội. Trong trình thể của đất nước hiện nay, các địa bàn mà luận án nghiên cứu có khác nhau về vị trí địa lý, chút ít về điều kiện tự nhiên, nhưng địa chính trị, địa văn hóa lại khá gần gũi trong tương quan với việc thực hiện chính sách vĩ mô. Vì thế, các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thường ít khi dành riêng cho một địa bàn cụ thể. Giáo dục thể chất cho sinh viên có gì khác nhau giữa các trường đại học mà có tới mấy đề tài cùng nội dung và cùng cấu trúc, chỉ khác tên trường. Tôi không đánh giá thấp các công trình của nghiên cứu sinh mà là sai thể loại. Những công trình đó nếu sử dụng để đánh giá xếp loại chuyên viên thì đúng hơn cấp học vị tiến sĩ, ông Thái nói. Ngoài ra ông Thái cũng nói thêm, đây là sự thiếu trách nhiệm của người hướng dẫn, hội đồng và cơ quan đào tạo thì cốt đủ thủ tục chứ không kiểm soát nội dung khoa học những tiến sĩ làng nhàng. Theo tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT, Viện Nghiên cứu Tiến sĩ ở nước ngoài, thường dựa trên những vấn đề đã được nghiên cứu trước đó và phát triển thêm cái mới. Ở Việt Nam, luận án tiến sĩ thường bắt đầu từ con số 0, không dựa trên các nghiên cứu trước đó để phát triển thêm nên thường trùng lập. Người hướng dẫn phải là chuyên gia lĩnh vực để biết cái nào đã được nghiên cứu và định hướng phát triển thêm thế nào. Theo ông Tùng, hiện tượng này đã xảy ra cả chục năm rồi. Những người lúc trước được hướng dẫn sơ sài, kém chất lượng đã có bằng tiến sĩ. Họ đã và đang tiếp tục hướng dẫn cho nhiều thế hệ tiến sĩ khác theo cách chất lượng không cao như vậy. Điều này rất nguy hiểm vì nó sẽ tạo ra thêm nhiều tiến sĩ làng nhàng. Trước đây, bằng tiến sĩ do bộ trưởng ký, giờ giao cho các trường. Điều này dẫn đến cơ cấu hội đồng nội bộ hoặc liên trường nhưng có nguy cơ hình thành nhóm lợi ích, thỏa hiệp để cho qua dễ dãi những đề tài chưa đảm bảo chất lượng. Ông Tùng nói, lý giải thêm về đề tài tiến sĩ Nà Ná, tiến sĩ Lê Đông Phương cho rằng có sự vị nể nhau. Nhiều giảng viên sau khi tốt nghiệp xong tiến sĩ ở lại trường dạy nên sẽ có sự e rè, tránh va chạm với các thầy của mình. Từ đó, tư duy học thuật đi theo lối mòn của vài lão thành, không đổi mới hay là khám phá mới về học thuật. Phương Tây gọi là nhân giống cận huyết khoa học, các thế hệ sau cứ thế mà diễn. Trong bối cảnh đó, khi thầy dễ dãi và không có từ gì mới, thì nghiên cứu sinh sẽ có những luận án nhàng nhàng để dễ được thông qua. Cơ sở đào tạo cũng không quan tâm đến ý nghĩa xã hội hay là đóng góp khoa học của luận án. Và đó là lý do có nhiều luận án giống báo cáo tổng kết hay là thu hoạch sau một khóa tập huấn. Ông Phương nói thêm. Ngực cảnh đổi đất vàng cho xã rồi bị lật kèo uất ức suốt 17 năm. Thưa quý vị, được vận động một hộ dân ở Quảng Bình hiến gần 100 mét vuông đất vàng để làm đường, kèm theo thỏa thuận sẽ được cấp một khu đất khác. Tuy nhiên 17 năm đã trôi qua, lời hứa cấp đất vẫn chỉ nằm trên giấy. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Đồng Huyên, sinh năm 1970, chú thôn Ba, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Theo phản ánh của ông Huyên, đầu năm 2005, Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch xây dựng đường giao thông trung tâm cụm xã. Gia đình ông Huyên có diện tích đất nằm trong diện giải tỏa. Diện tích khu đất ở của gia đình ông Huyên nằm sát mặt đường Hồ Chí Minh nhánh đông và có gần 100 mét vuông đất cần giải tỏa để mở rộng đường giao thông. Tháng 12 năm 2005, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch làm biên bản giải quyết đền bù đất và hoa lợi trên đất đối với hộ ông Huyên. Theo đó, tổng diện tích đất ông Huyền bị thu hồi là 98,56 m2, được bồi thường với giá là 44,3 triệu đồng. Thiệt hại về cây cối hoa màu trên đất và tiền hỗ trợ xây hàng rào, nâng cấp vườn được thống kê hơn 11 triệu đồng. Tổng số tiền áp mức giá bồi thường hơn 55 triệu đồng. Gia đình ông Huyên cũng đã chấp thuận chủ trương và thống nhất các phương án đền bù, thu hồi đất của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thời điểm đó, thay vì nhận tiền bồi thường, ông Huyên được Hội đồng Giải phóng Mặt Bằng của xã Phúc Trạch thỏa thuận cấp lại cho gia đình ông một lô đất khác với diện tích là 610m2. Thỏa thuận còn nêu rõ, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch có trách nhiệm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho gia đình ông Huyên trong quý 3 năm 2006. Thống nhất phương án là vậy, nhưng sau đó Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch bất ngờ lật kèo, chẳng những không cấp đất cho hộ ông Huyên theo thỏa thuận mà còn lấy gần 200 mét vuông đất ngay tại vị trí hứa cấp cho ông Huyên để cấp cho một hộ gia đình khác ở cùng địa phương. Suốt 17 năm qua, ông Huyên đã nhiều lần tìm đến Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch cũng như Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch để đòi quyền lợi, gửi đơn khiếu nại khắp nơi. Thế nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Ông Huyên bức xúc. Tôi đã khiếu nại nhiều lần qua ba đời chủ tịch xã rồi nhưng vẫn không được giải quyết. Thời điểm đó chính quyền xã nói đang chống nhiều khu đất, thay vì nhận tiền thì cấp khu đất khác nên tôi mới đồng ý phương án này. Thế nhưng 17 năm rồi tôi vẫn không được giải quyết quyền lợi. Theo tìm hiểu, dự án xây dựng đường giao thông trung tâm cụm xã Phúc Trạch, ngoài hộ ông Nguyễn Đồng Huyên còn 6 hộ dân khác cũng có diện tích đất nằm trong phạm vi giải tỏa. Thời điểm đó hầu hết các hộ này đã thống nhất nhận bồi thường bằng tiền mặt, chỉ hộ ông Huyên được xã hứa hẹn cấp lô đất thay vì nhận tiền đền bù. Liên quan đến sự việc của gia đình ông Huyên, năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cũng đã chuyển đơn phản ánh của hộ gia đình này cho thanh tra huyện xem xét, giải quyết và trả lại quyền lợi chính đáng cho công dân, nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng. Bình ổn giá sách giáo khoa. Quý vị và các bạn thân mến, 177.000 183.000 đồng là khoảng giá của một bộ sách giáo khoa lớp 3 với số lượng 12 đầu sách, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Trong khi đó, bộ sách lớp 7 với 13 đầu sách có giá là 208.000 tới 209.000 đồng và cũng chưa bao gồm sách tiếng Anh. Bộ sách lớp 10 có giá là 246.000 tới 301.000 đồng, tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn. Các mức giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 như đề cập ở trên được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ước tính cao hơn từ 2 đến 3 lần so với giá hiện hành. Nếu tính cả sách ngoại ngữ, vốn là cuốn sách giáo khoa đắt nhất, thì bộ sách mới còn phải cộng thêm ít nhất trên dưới 100.000 đồng. Việc giá sách giáo khoa mới tăng mạnh đang gây lo lắng cho nhiều phụ huynh vì thêm gánh nặng tiền trường trong năm học tới. Đặt trong bối cảnh kinh tế phục hồi sau đại dịch, đời sống đa số người dân còn khó khăn, để quả thực là vấn đề rất nhạy cảm. Không phản đối chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhưng là một phụ huynh, tôi phần nào hiểu được tâm trạng bức xúc của những người làm cha làm mẹ, có con đang trong độ tuổi đến trường. Nếu như trước đây một bộ sách có thể dùng nhiều lần qua nhiều thế hệ thì hiện tại chương trình thay đổi liên tục, ngoài sách giáo khoa thường xuyên đổi mới, các loại sách tham khảo, các mẫu vở, đồ dùng học tập mới cũng muôn hình vạn trạng, nhiều loại lệ phí bắt buộc lẫn tự nguyện phát sinh, quả thực không dễ dàng, nhất là với người lao động nghèo thu nhập thấp. Câu hỏi nhiều gia đình quan tâm lúc này là vì sao giá sách giáo khoa mới lại cao như vậy? Theo giải thích Giá sách giáo khoa mới được tính toán dựa trên các yếu tố chính gồm số cuốn sách trong bộ sách giáo khoa mới, chi phí tổ chức bản thảo gồm chi phí nhận bút, biên tập, thiết kế, chế bản, đọc góp ý, thực nghiệm. Bên cạnh đó, sách giáo khoa mới được in nhiều màu, khổ sách lớn hơn 19x26,5 cm. Đáng chú ý hơn cả là khi có nhiều nhà xuất bản cùng tham gia trong môi trường cạnh tranh, kéo theo chi phí cho các hoạt động triển khai thị trường, marketing như giới thiệu, cung cấp sách mẫu, truyền thông. Trong khi giá của sách giáo khoa hiện hành, cũ, không phải phân bố các chi phí này. Rõ ràng để bình ổn giá sách giáo khoa, trước hết cơ quan quản lý cần kiểm toán các yếu tố hình thành giá, xem có yếu tố nào bất thường hay không, đặc biệt với chi phí triển khai thị trường. Tiếp theo, cần làm rõ các đầu sách được đưa vào bộ sách giáo khoa mới là phù hợp hay là khiên cưỡng. Ví dụ, với những môn như là giáo dục thể chất hay hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vốn dĩ là những môn thiên về hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Vậy có nhất thiết vẽ vời in sách để rồi khiến gia tăng đầu sách, góp phần khiến bộ sách độ giá gấp 2-3 lần so với trước. Về mặt khoa học và với thu nhập đầu người còn khiêm tốn ở Việt Nam thì khổ sách số cuốn, số màu in các cuốn sách nên giữ như trước đây để giảm giá thành hay là cần thiết làm mới, nếu làm mới thì ở mức độ nào? Đây là vấn đề mà ngành giáo dục cần trả lời rõ ràng với các phụ huynh. Viết đến đây, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh những đứa trẻ đang phải gồng gánh trên lưng cả một núi sách vở. Không rõ các cháu có gia tăng kiến thức nhiều hơn so với trước hay không, song nhìn vào số lượng đầu sách giáo khoa ở các cấp, lớp thì rõ ràng đã có một sự lạm phát đáng kể về số lượng. Đó là chưa kể có những trường hợp nhà trường bắt ép phụ huynh mua sách giáo khoa theo bộ, nhưng trong đó có rất nhiều sách không học, không dùng đến. Vô hình chung, nhà trường dân đang trở thành các đại lý bán sách, bán vở, bán quần áo mà bản thân phụ huynh dẫu bất bình, song đành cắn răng chịu đựng do sợ nêu ý kiến sẽ ảnh hưởng tới việc học của con cái.